trùng hợp quá chị tôi cũng đến đây xem đồ hả đau quá sao vậy vĩnh vĩnh em không sao chứ con của chúng ta tôi không có tôi không động như cô ta mà cô tô giờ vĩnh vĩnh đang mang thai nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì cho dù chúng ta có đang hợp tác tôi vẫn sẽ truy cứu trách nhiệm của cô bỏ đi chị tôi cũng không cố ý chúng ta đi thôi sang sang đặc sắc, quá đặc sắc. Cô diễn giỏi như thế sao không đi làm diễn viên luôn đi? Sang sang nhà chúng tôi cách cô xa như vậy sao có thể đụng được vào cô chứ? Ý anh là gì hả? Anh muốn nói tôi du quan cho cô ta sao? Du quan hay không du quan tôi không biết, dù sao cô cũng có tâm tư không tốt. Sang sang nhà chúng tôi không thể chịu quỷ khuất như vậy được. Tôi nói cô biết. Camera của tôi đây đã quay lại toàn bộ sự việc rồi. Nếu như thật sự như vậy, tôi thay vĩnh vĩnh xin lỗi cô Tô. Anh là cái thá gì chứ Xin lỗi một tiếng là xong sao Bỏ đi, chúng ta đi Kỳ lạ Sao trái tim mình lại cảm thấy khó chịu Cái váy đó Đem mẫu mới nhất của thương hiệu nổi tiếng chỗ cô ra đây Thật xin lỗi tiểu thư Chiếc váy đó đang có người thử rồi Chiếc này đi, gói lại giúp tôi Dạ dân, cảm ơn cô tô anh à mà, em muốn chiếc váy đó. Không biết cô Tô có thể nhận lại nó không? Tôi sẽ ra giá gấp đôi. Thật ngại quá, Lục Tổng. Tôi không thiếu chút tiền đó. Quẹt thẻ. Gấp năm. Lục Tổng, chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sao. Chiếc váy này là chúng tôi nhìn thấy trước. Đồ vật, không phải luôn thuộc về người trả giá cao hơn sao. Không phải tiền thôi sao. Tôi ra gấp mười sang sang nhà chúng tôi muốn thứ gì tôi đều mua cho cô ấy bỏ đi chúng ta không cần nữa hôm nay tôi nhất định đúng là đồ không ra gì cảm ơn a à mà đẹp không không tôi vậy để em đi thử mời đi bên này à Alo Bạch Hảo Alo Sang sang Bụng tớ Bụng tớ không thoải mái Sang 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 Cái gì Tôi có thai hả Đều sắp làm ba rồi Cậu không biết người mang thai Không được làm gì quá độ sao Nếu không phải đưa đến kịp thời Thì đứa bé này chắc đã không còn rồi Sao cứ phải vào lúc này chứ Tôi sẽ kê cho cô chút thuốc dưỡng thai Anh đi lấy cùng tôi Đây là thuốc dưỡng thai Tôi kê cho cô ấy Nhớ uống đúng liều lượng Dân Kia không phải bệnh hạo sao Sao anh ta lỡ đây Sang sang Đứa bé này Cậu định làm gì đây mình không biết nữa Tô Sang mang thai rồi Là của lục mạc sao Đúng Sang Sang Đứa bé không phải chuyện của riêng cậu Cậu phải nói cho anh ta biết Không được Không thể để lục mạc biết được chuyện này Phải mau nói cho Vĩnh Vĩnh biết Lâm Mẫn Sao cô lại đến đây cô còn ở đây thảnh thơi đến như vậy sao cô có biết tôi sang mang thai rồi hay không cái gì cô nhất định phải loại bỏ đứa bé đó cho tôi nếu không để lục mặt biết được cô sẽ mất tất cả đó vị trí lục phu nhân này chỉ có thể là của tôi bà nội chiều nay chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé ạ à. cô còn mặt mũi đến đây bà nội con biết bà không thích con nhưng con và a mạc sắp kết hôn với nhau rồi chúng ta chính là người một nhà ai là người một nhà với cô lục gia tôi không nhận đứa cháu dâu như cô người tiểu mặt yêu là sang sang thằng bé chỉ là tạm thời quên mà thôi bà nội cô cầu xin tôi cũng vô dụng Giọng của bà già đó lấy được rồi Chỉnh cho thật giống Tiền sẽ gửi cho anh sau Chị Tô Chúng ta nói chuyện nhé Có gì cứ nói thẳng đi Tôi đến đây không phải để uống cà phê Buông tay đi Lục bà không hề thích cô Cô cứ quấn lấy không buông Cũng vô ích thôi Người thật sự quấn lấy không buông Trong lòng cô phải biết rõ là ai chứ Lục gia chúng tôi sẽ không nhận sang sang làm cháu dâu Đúng là giọng của bà nội Chứ bà tuyệt đối sẽ không nói như vậy đâu Cô chỉ muốn cho tôi nghe đoạn ghi âm Được cắt ghép đó thôi à Nói đi Cô muốn gì mới chịu buông tha cho lục mạc đi Vậy tốt nhất cô bảo anh ta đừng lại gần tôi Chỉ cần cô chịu rời khỏi lục mạc Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô Bao tiền cũng được Tất nhiên Vậy tôi muốn 8 tỷ tám tỷ cô tô cô đúng là xem trọng bản thân quá tôi không biết cô cho bà nội ăn bùa mê thuốc lú gì để bà tin tưởng cô như vậy nhưng tôi cảnh cáo cô bắt đầu từ bây giờ thu lại tâm tư của cô đi lục mạc anh thật sự không nhớ gì sao chỉ vì chút tiền đó mà cô luôn mồm nói đêm hôm đó cô và tôi đã phát sinh quan hệ. Cô còn dám mở miệng đòi 8 tỷ. Tô Sang, thâm dân không đáng giá đến như thế. Cô đừng khiến hảo cảm của tôi về cô biến mất. Vậy từ nay về sau, anh và tôi chính là người sai lạ. Chị Tô, anh bà cũng không muốn thế. Khi chị mở miệng là đòi 8 tỷ, thật sự rất quá đáng. Liên quan gì đến cô hả? Dĩnh dĩnh, con của chúng ta tô sang tô sang rõ ràng cô biết cô ấy đang mang thai vậy mà cô lại hành động như vậy không nhìn ra cô ác độc vậy đấy tôi không hề dùng sức anh không tin thì thôi tô sang tôi cảnh cáo cô nếu con của chúng tôi xảy ra vấn đề gì tôi nhất định không bỏ qua cho cô đi chúng ta đi bệnh viện bác sĩ đứa bé Thai phụ và thai nhi chỉ số không được tốt lắm, đứa bé không giữ được, rất xin lỗi. đều tại em, không bảo vệ được con của chúng ta. Nếu em sớm phát hiện ra hành động của tô sang, thì con của chúng ta cũng sẽ không yên tâm. Anh sẽ phụ trách với em. A à mạc, bây giờ em thật sự không có cảm giác an toàn. Anh sẽ cưới em chứ, đúng không? Đợi em phục hồi rồi, chúng ta sẽ đính hôn. thật tốt quá đôi tình nhân cuối cùng cũng có trái ngọt xem kịch có hay không làm sao lúc trước bỏ qua cho cô lẽ nào bây giờ cô muốn đi với đồng thăm hay sao cô vĩnh vĩnh sắp trở thành nữ chủ nhân của lục gia tôi xem cô còn đắc ý được bao lâu nữa bà sang sang con sao vậy con không sao ạ à, chỉ là có chút không thoải mái triệu chứng này được bao lâu rồi bà nội bà đừng hỏi nữa sang sang không lẽ là tiểu mạc? sang sang con yên tâm đi chuyện này bà nội sẽ làm chủ cho con Cô cũng được đó Lấy cả mạng mình ra đánh cược Không dẫn tâm chút Sao có thể trèo lên được vị trí lục phu nhân Lần này tôi sang Nhất định không lật đổi mình Lục tổng vĩnh vĩnh Hai người thật đẹp đôi Chúc hai người trăm năm hòa hợp Cảm ơn chị Mẫn Xem ai đến kìa Chị tôi chắc chắn đến để chúc mừng cho tiệc đính hôn của chúng tôi Chúng tôi vô cùng quan nghênh chuột trong cống đều ở đây sao có thể thiếu mèo được thiệp mời cũng không có tin tướng gì chứ đợi đã bà nội bà nội hôn lễ này ta không đồng ý bà nội nhưng mà con lục mạc anh thật sự hiểu về người phụ nữ kia sao bà nội chúng ta đã sắp trở thành người một nhà rồi sao bà còn đối xử với con như vậy người một nhà cái thai của cô căn bản không phải con cháu lục gia chúng tôi bà nội bà đang nói gì thế trong bụng con mang thai đứa con của lục mạc mà ở hải thành này không có chuyện gì mà lục cẩn ta không tra được vĩnh dĩnh em nói anh biết chuyện này là sao là giả cả bọn họ chính là muốn chia rẽ chúng ta kết quả adn có thể là giả nhưng mà người thì tuyệt đối không thể là giả ra đây đi vĩnh vĩnh vì cô mà tôi làm giả kết quả mang thai vì cô mà tôi bắt cóc tôi sang còn suýt nữa đâm chết người mà cô thì sao chỉ vì cái danh lục phu nhân của mình mà cô nhẫn tâm phá bỏ con chúng ta anh nói linh tinh gì vậy hả đồ điên nhà anh vĩnh vĩnh cô cơm miệng cô nói tôi nghe rốt cuộc là sao tôi là kẻ điên đấy tôi điên nên mới thích loại phụ nữ như cô Tôi điên đấy thì sao? Hôm nay, tôi muốn cô bồi tán theo tôi. Đủ rồi. Người đâu? Lôi hắn ta xuống cho tôi. Dân! Ra ngoài! quản gia Lý, lôi người phụ nữ ác độc này ra ngoài luôn cho tôi. Bà già chết tiệt này, sao bà dám nói vậy? A-Bạc! À, A-Bạc, à, anh sao rồi? Không sao chứ, A-Bạc! À, tôi ở đâu đây sang 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 là em sao anh anh nhớ lại rồi sao thì ra thật sự là em à. à. Dĩnh Dĩnh, tất cả chuyện này là cô lừa tôi đúng không không phải đâu lục tổng Lục tổng à Đều do lâm bẩn điều, điều Là do cô ta suối chuột tôi câm miệng đúng Cô nói đúng gì đúng vậy hả Tôi có ghi âm Một là không làm Nếu đã làm thì phải Để bọn chúng triệt để biến mất khỏi thế giới này Đều do cô ta hết Tôi chưa từng có ý muốn giết người Là cô ta Đồ tiện nhân nhà cô Cô đã sớm lưu lại chứng cứ để đối phó tôi chứ gì Chó cắn chó, ác giả ác báo Cô tiện nhân nhà cô, đi chết đi sang 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 không sao chứ mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh đây là chăm sóc tốt mà anh nói sao nếu sang sang xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu tình hình của người lớn và em bé đã ổn định rồi nhưng giờ người lớn cần duy trì thả lỏng nữa nếu không sẽ có khả năng bị động thai lần hai lâm mẫn thập thò lớp ló ở đây làm gì bu tôi ra tôi hỏi cô đấy có phải cô sát hại bác tô tiêu không đây là cái gì tôi Sáng Sang Sang, tôi thấy Lâm Mẫn này. Cậu nhìn video này xem. Lâm Mẫn, sao cô ta lại ở đây? Tôi thấy cô ta cứ lấp la lấp ló không biết muốn làm gì nữa. Sang Sang, con sao rồi? Cô cảm ơn bà đã quan tâm. Con không sao rồi. Lần này, thật sự là lỗi lầm của thằng nhóc thối A Mạc đó Bà đã mắng cho nó một trận nên hồn rồi Đây là đồ nó đặc biệt, bảo bà đem đến cho con Nhân xăm nghìn năm, cảm ơn bà đã đến thăm con Nhưng mà bây giờ con không muốn có chút liên quan nào với lục mạc nữa Vậy canh gà này cũng phải để lại chứ Đây là bà cố ý hầm cho con bồi bổ đó Uống hết nó nhé Dạ dân, lát nữa con sẽ uống à Sàng sàng mang thai đứa con của mình Rốt cuộc mình đã làm gì vậy chứ Thật xin lỗi các vị, tôi đến muộn rồi Nếu như mọi người đã đến đủ rồi Thì bắt đầu thôi Nghe nói, tôi tổng đang mang thai Chưa kết hôn mà đã mang thai Đối với hình tượng công ty sẽ không được tốt lắm Dù sao chúng ta cũng là công ty có tiếng mà Ba tôi chỉ nhận cổ phần lại cho tôi Không phải để công ty này bị một người phụ nữ quản lý đâu bây giờ ở đây có những nguyên lão như chúng tôi là đã đủ rồi tôi nghĩ các vị cũng biết rõ những đơn đặt hàng lớn của công ty trong một năm qua là ai lấy gì không có người phụ nữ như tôi đây thì các vị còn có thể yên ổn ngồi ở vị trí này sao đặt hàng chỉ là vận khí tốt thôi dựa vào vận may thì cô được mấy lần chứ may mắn gì chứ tôi thấy ấy đều là nịnh nọt nên mới có được đó chứ Mời các vị nhìn rõ số liệu ở trên đây Năm ngoái dưới sự quản lý của các vị Đã khiến cổ phần tham dân So với năm kia rớt xuống Chỉ còn 27% Mà năm nay Cổ phần tham dân đã tăng lên 80% Lẽ nào điều này vẫn chưa đủ Chứng minh năng lực của tôi sao Dù sao tôi cũng không đồng ý một người phụ nữ làm giám đốc Chẳng qua là bám được vào lục tổn thôi Có bản lĩnh gì chứ Tôi cũng không đồng ý Chúng tôi cho cô ở lại đây là đã chăm sóc cô tốt lắm rồi Đáng ra cô phải cảm ơn chúng tôi mới đúng Tiểu dân à, chú cũng muốn ủng hộ con nhưng mọi người đều phản đối Hơn nữa trong tay chú cũng có 10% cổ phần Tổng tất cả ở đây lại là 40% Con vẫn không thể tự mình quyết định được Ai nói cô Tô không thể quyết định Nếu gộp thêm cổ phần của lục tổng thì sao Giờ cổ phần bên ngoài của thâm dân đều đã được lục tổng của chúng tôi thu mua Thêm vào số cổ phần của lục tổng Ai nói cô Tô không có quyền quyết định Bây giờ còn ai có ý kiến nữa Thẩm Thiên Không có ý kiến, không có ý kiến Tiểu dân, chúc mừng, chúc mừng Nào, ngồi đi, ngồi đi Chú Lý trước giờ vẫn luôn ủng hộ con mà Hôm nay cảm ơn trị lý thẩm đã đến Không có gì, là lục tổng bảo tôi đến Cô nên cảm ơn ngày ấy Vậy anh ta sao không tự mình đến đây không phải đoạn thời gian trước ngài ấy làm tổn thương cô sao Những ngày tháng đó ngài ấy không dám đối mặt với cô Cô xem có nên cho ngài ấy thêm một cơ hội không Xin trợ lý thẩm chuyển lời lại cho lục tổng Muốn được tha thứ thì hãy tự mình đến Là tôi Tôi sang tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô Lâm bẩn Sao cô còn dám gọi điện cho tôi Giờ tôi đã đến bước đường cùng rồi Cho tôi 500 triệu để tôi rời khỏi đây Cô muốn rời khỏi đây Cô dựa vào gì Đợi đã Tôi biết một bí mật Xin lỗi tôi không có hứng thú Tô Sang Lẽ nào cô không muốn biết ba cô vì sao mà chết sao Cái gì Cô mau nói Cái gì tôi cũng đáp ứng cô Thật ra cựu giám đốc Mười ngày sau Bạch hạo Cậu giúp tớ điều tra xem Đốt cuộc là ai đã sát hại Lâm Mẫn Người đó chắc chắn có liên quan đến cái chết của ba tớ Sang sang Tớ biết rồi Tớ nhất định sẽ điều tra rồi báo cho cậu Được Anh đã, Cô Là ai vậy Tôi là Tô Dân Lâu rồi không gặp Tô Dân Phẫu thuật thẩm mỹ à Sao ngày càng đẹp lên thế Nghe nói Cô còn làm tình nhân của lão tổng nào hả Còn đại náo hôn lễ của người ta nữa hả Đều là đồn đại hết thôi Tôi đâu có nói bừa Từ thời đại học đã nhìn ra Cô là loại không an phận rồi Không giống tôi Cứ thành thật Tìm một người chồng tốt à đúng rồi cô vẫn chưa biết chồng tôi là ai đâu nhỉ anh ấy là cổ đông của trường học này đó chồng cô là cổ đông của trường học này sao như đúng lúc tôi cũng đang muốn đầu tư tu sửa lại ngôi trường này chỉ dựa vào cô có thể lấy ra được nhiều tiền thế không nhưng mà kiếm được số tiền đó chắc cũng không dễ chút tiền này không bằng cứ đắp lên bản thân mình rồi tìm một người đàn ông nào mà lấy đi bà xã sao em lại ở đây Giới thiệu với cô Đây là chồng tôi Dương Kha Cũng là cổ đông của trường học này Đây là Tô Dân đó Anh không nhớ sao Chính là đứa con gái nặng 90kg Học cùng lớp mình thời đại học đó Tô Dân Ngày càng sinh ra ha Nghe anh Na nói Anh là cổ đông của ngôi trường này Đúng là có chuyện tôi muốn thương lượng với anh Tôi muốn đầu tư trùng tu ngôi trường này Trùng tu trường học Phải cần hơn 500 triệu đó Một người phụ nữ như cô Lấy đâu ra nhiều tiền như thế Thật không hiểu nổi Giờ bám vào người giàu dễ kiếm tiền đến vậy hả Tôi nói rõ một chút Thứ nhất tôi không bám vào ai hết Thứ hai tôi tự mình đầu tư 500 triệu không phải 50 nghìn Cô kiếm ở đâu ra đây Tôi là giám đốc thăm dân <laughs> Cô là giám đốc thăm dân Tôi đây còn là phu nhân của chủ tịch Lục Thị đây nè Sao tôi lại không biết chủ tịch Lục Thị còn có một người vợ như cô nhỉ Vị này chắc là người bao nuôi tôi dân à. Đây là Lục tổng, cổ đông lớn nhất của ngôi trường này. Cô muốn hại chết tôi sao? Lục tổng tôi xin lỗi, Lục tổng tôi không biết. Tôi tổng đây mới là cổ đông lớn nhất, tôi chỉ thay cô ấy đầu tư thôi. Đúng rồi, tòa nhà kia, cậu còn muốn không? Nghe tin đồn nhảm phỉ bán người khác. Tôi thấy ấy. Chức vị chủ tịch hội đồng này cậu cũng không cần ngồi nữa. Thẩm Thiên khai trừ cậu ta ra khỏi hội đồng trường. Còn nữa, tôi không muốn thấy hai người họ nữa. Mời hai vị. Bạn trai của Tô Tổng là nam chính trong tiểu thuyết sao? Ngưỡng bộ quá. Sai rồi các chị em. Tôi không có bạn trai. Vì vào bản thân mình để kiếm sống mới là cách sống đúng đắn nhất. Đúng là sinh ra từ dạch đích. Đúng đó. bà nội thật ngại quá công ty có chút chuyện nên con đến trễ vài phút bà nội cũng mới đến thôi mấy người trẻ bọn con luôn bận rộn chuyện công việc suốt thôi bà có thể hiểu tiểu mạc cũng lâu lắm rồi không có về đây để bồi bà già này alo sao cơ tôi đến ngay đây sao vậy bà tiểu mạc tiểu mạc đang cấp cứu ở bệnh viện sao ạ à? sao rồi tình hình rất loạn lục tổng vẫn còn hôn mê ạ à. bác sĩ nói cần gặp người nhà đang ở trong đó đợi người ạ à. được được con không thể cứ vậy mà bỏ bà nội lại tỉnh lại đi tiểu mạc bà ơi mọi chuyện sao rồi thực ra Lục gia chúng ta vốn có một căn bệnh di truyền Một khi đã lao lực quá độ Thì sẽ hôn mê Nếu như tiếp tục hôn mê như này Thì sẽ dẫn đến mất mạng Vì cơ quan nội tạng bị suy kiệt Cái này tỉnh lại đi con Sao sao có thể chứ Bà đang đưa con đúng không Lục tổng gì để khôi phục lại USB Đã liên tiếp 7 ngày 7 đêm không nghỉ ngơi gì Nên mới dẫn đến hôn mê Lục mạc Lục mạc Anh tỉnh lại đi Lục mạc Cô Tô Đây là nhẫn của cô Lục Tổng đã chuẩn bị nó cho ngày cầu hôn cô Đáng tiếc giờ không kịp nữa rồi Lục mạc Lục mạc anh tỉnh lại đi Em còn chưa tha thứ cho anh bà Đứa bé cũng chưa sinh ra nữa Nó không thể không có ba Lục mạc Anh phải chịu trách nhiệm với em và đứa bé chứ Không phải anh nói Muốn cầu hôn em sao anh tỉnh lại đi em muốn anh đích thân nói với em lục mạc bác sĩ bác sĩ sang sang cuối cùng em cũng đồng ý anh rồi sau khi đeo nhẫn lên em không được hối hận đâu đấy anh lại lừa em anh không lừa em vừa nãy quả thực là do anh quá mệt là bà nội lừa con bệnh di truyền là giả sang sang mặc dù bệnh là giả nhưng việc anh yêu em là thật sang sang anh yêu em gọi tôi đến đây làm gì nếu anh không bảo vệ sang sang cho tốt tôi đây sẽ tìm anh để tính sổ người của tôi cần cậu quan tâm sao anh là cái thá gì chứ xem ra tôi trách nhầm anh rồi vì vậy sang sang đối với anh mà nói rốt cuộc là gì chứ nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội tôi nhất định sẽ cho cô ấy mọi thứ của tôi nhưng bởi vì mất trí nhớ mà tôi đã mất đi sự tín nhiệm của cô ấy tôi không hề muốn vậy đúng rồi còn nhớ cái này ở buổi tiệc hôm đó không khi tôi thấy cô ấy đứng cùng cậu cậu biết trái tim tôi nó nhói đau thế nào không bây giờ tôi chắc chắn một trăm phần trăm là tôi rất yêu cô ấy sang sang cậu nghe thấy chưa năm đó chúng ta giải lão tô tung hoành giang hồ cô ta mới chỉ là hộ bối dựa vào cái gì mà cô ta chiếm được hết chứ giờ cổ phần của cô ta là nhiều nhất có thể làm gì đây yên tâm chỉ chốc nữa thôi cô ta sẽ không cười được nữa đâu Tôi tiêu chết rồi Cho dù thế nào Thâm dân cũng phải thuộc về mình Đây là hợp đồng Lục Tổng bảo tôi mang đến Lát nữa ngày ấy cũng sẽ đến Tô Tổng, Tô Tổng Những gì trên mạng đều là sự thật sao Cô thật sự được bao nuôi sao Nghe nói cô chưa chồng đã có con Còn dựa vào đó để đến náo loạn hôn lễ Tiểu dân Con làm chủ lý quá thất vọng Cô xem chuyện tốt mình làm đi, khiến cổ phần rớt 20% rồi. Tốt nhất cô nên nhanh chóng từ chức và bồi thường tổn thất cho công ty đi. Như vậy chúng tôi còn niệm tình tha cho. Chuyện mang thai mà chưa kết hôn, đối với công ty mà nói có ảnh hưởng rất lớn. Xem ra ấy, Tô Dân chỉ được dễ bên ngoài mà thôi. Vị trí giám đốc này của cô ngồi không nổi nữa rồi. Tô Dân, không phải cô quên rồi đó chứ. Lúc đầu cô thề thốt, nếu không đưa thâm dân tiến vào được thị trường quốc tế, thì cô sẽ tự động xuống khỏi vị trí giám đốc. Đợi đã, tôi xem ai dám đuổi người phụ nữ của tôi xuống lục mạc sao anh lại đến đi nếu anh không đến sợ là đám cáo già này sẽ lại giở trò gì mờ ám đúng lúc hôm nay mọi người đều có mặt ở đây tôi chính thức tuyên bố với mọi người một chuyện tô sang là vị hôn thê của lục mạc tôi thì ra tôi tổng thật sự là chính cung, thì ra tôi sang mới là chính cung. Tôi tổng đúng là nữ chính trong phim, ngoại hình sự nghiệp, người chồng giàu có, đúng là sinh ra từ giật đích. Trời ạ, à, tôi trách nhầm cô ấy rồi, nhưng mà lục tổng, tôi tổng dù gì cũng là nhân vật có tiếng trong giới. Nói được làm được, cô ấy cũng phải có nguyên tắc của riêng mình chứ. Đúng đó, tiểu dân, lúc đầu con tự mình thề thốt, giờ con không làm được, chủ lý muốn giúp con cũng không giúp được. Dù sao cũng có nhiều người chứng kiến, nhưng mà năm nay con lấy được nhiều đơn đặt hàng như vậy. Đợi chú Lý lên làm giám đốc. Chú sẽ cho con ít hoa hồng. Con cứ ở nhà yên tâm dưỡng thai đi. Nếu mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, vậy giờ mọi người làm chứng giúp tôi. Đây là hợp đồng của tôi và David. Cái gì? Sao có thể chứ? Đơn đặt hàng của David. Có gì không thể chứ? Có thể hợp tác với người đẹp như cô Tô đây là vinh hạnh của tôi. David, sao ngài ấy lại đến đây? Là tôi mời David đến. Chú Lý, chú xem phần hợp đồng này đi. Có vấn đề gì Nếu không? Nếu ngài David đã đến tận đây, thì hợp đồng này chắc chắn không vấn đề gì. Được. Nếu đã không có vấn đề gì, vậy giờ chúng ta nghe chuyện khác. Chưa đâm chết được Tô Sang, mày còn tư cách đến đòi tiền tao. chú lý tại sao lại muốn giết tôi còn nữa các người đang cấu kết chuyện không, gì không không thể nào đây là ngụy tạo âm thanh có thể ngụy tạo vậy video thì sao điện thoại trong tay tôi có video ghi lại cảnh trong bệnh viện mọi người có muốn xem không sao cơ thì ra cái chết của tô tiêu còn có ẩn tình nhiều năm qua tôi vậy mà làm việc cùng hung thủ giết người thật sự quá đáng sợ lý thái ba tôi lúc trước tin tưởng ông như vậy ông đúng là lòng lan giả sói không, không, không phải tôi Các người không được chụp Không được chụp Những kẻ xấu đó đều sẽ phải chịu trừng phạt Lục mạc Anh có thể cho em xem đoạn video đó không Em muốn xem ba của em làm sao mà qua đời Giờ gì chúng ta cần làm là nhanh chóng giao chứng cứ cho cảnh sát Những thứ buồn như vậy em đừng nên xem bây giờ Dân Vậy sao anh lại tìm được đoạn video camera của bệnh viện vậy Để lấy được chứng cứ này Anh đã mua lại cả bệnh viện đó Tốn rất nhiều công sức mới tìm được Sang Sang, về sau anh nhất định không để em chịu thêm tổn thương nào nữa. Sáu năm sau. Được rồi, đúng là công tử bột, ngay cả pha nữa cũng không biết, không biết tại sao Sang Sang lại thích anh nữa. Rồi rồi rồi, cậu lợi hại được chưa? Tôi tất nhiên lợi hại rồi, dù gì tôi cũng là tiến sĩ tài chính ở New York mà. Nhưng mà có một điều. Hình như tôi hơn cậu đó. Anh hơn tôi chỗ nào? Tôi có tô sang. Được, coi như anh lợi hại được chưa? Nhưng tôi nói anh biết, nếu anh dám bắt nạt tô sang, cho dù tôi đang ở xó xỉnh nào, tôi cũng sẽ đến cướp lại cô ấy. Đừng đùa bạch hạo, cứ kể nấy đi. Làm ba rồi mà còn ấu trĩ như vậy. Đúng đó. Phong Phong, con nói cho chú biết, dạo gần đây ba con có bắt nạt mẹ con không? Có gì giấu giếm mẹ con không? Là cái hộp đó sao? Con biết nó ở đâu. Hộp. Chúng ta mở ra xem đi ạ. À. Thôi bỏ đi, vậy không tốt lắm. Mình bỏ lại chỗ cũ đi. Đây là món đồ mà ba cất giữ rất kỹ, không cho ai chạm vào. Em rất thích phong cách của bức tranh này Tháng sau hình như ở Hồng Kông có triển lãm của ngày ấy Anh dẫn em đi xem Dân ông xã Sao hôm nay Phong Phong lại yên tĩnh vậy nhỉ Trẻ con đột nhiên yên lặng Nhất định có gì đó mờ ám Để anh đi xem Vào nhóc con cho anh đấy Ai cho con động linh tinh vào đồ của ba thế? Phong Phong, con đứng yên đó cho ba. Ba đã từng nói với con, không được làm loạn đồ của ba chưa? Món đồ này còn quan trọng hơn cả tính mạng của ba. Vậy sao không được động linh tinh nữa? Nhớ rõ chưa? được rồi đi thôi ông xã cảm ơn anh từ ban đầu đã luôn bảo vệ em không chỉ có anh bảo vệ em khi phong phong của chúng ta lớn lên cũng sẽ giống anh bảo vệ em chỉ có phong phong thôi vẫn chưa đủ